chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Thì đến bây giờ thì Kim Thế Origin trên fanpage của chúng ta 44 phút trước kể từ lúc mà cô bình luận bây giờ nè, thấy không? Là cổ mộ cũng đã bắt đầu được hé lộ dần dần rồi mọi người ơi. Cổ mộ của chúng ta ở trong cái phần chia sẻ từ fanpage Kim Thế Origin, đó chính là kiểu một anh đứng đây chờ đợi chú từ chiều, mấy anh hay mọc, còn mấy chị thầy Thủy là trời ơi cứu tôi, trời ơi cứu tôi. Vậy là khả năng là rất là cao, đó chính là môn phái cổ mộ của chúng ta sẽ là thầy Thổ. Thầy Thổ sẽ tiếp tục sẽ có được một cái vị trí đứng khá là tốt khi mà có thêm một môn phái thầy Thổ xuất hiện. Tại vì anh em cũng biết là bây giờ là võ đang kiếm nè, nó cũng được lựa chọn nhiều, cũng khá là mạnh đúng không? Cung lung đao cũng được lựa chọn luôn đó, nó không yếu anh em. Cung lung kiếm cũng tạm tạm đi. À, hai môn phái hệ thổ của chúng ta cũng được lựa chọn ok ở trong những cái giới hạn cấp mà tầm khoảng 8x trở về trước đó. 9x 10x thì đa phần người ta sẽ lựa chọn là môn phái võ đăng kiếm là nhiều đúng không? Bây giờ ra thêm một môn phái hệ thổ nữa thì có thể là những anh em như là đường môn, là minh giáo hay là ngũ độc hành, nhưng mà các anh em ấy sẽ có thể khắc chế lại cái sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh rất là mạnh chứ không phải yếu nha, từ môn phái Thuyền Kiếm, từ môn phái Đoàn Thị Kiếm. Hai môn phái này hiện tại là hai môn phái mạnh. Còn bạn Nga Mi của chúng ta thì hiện tại cô thấy là đúng rồi, trời ơi cứu tôi thiệt. Nga Mi thì hiện tại là cô thấy là không có mạnh lắm, tội nghiệp mấy bạn Nga Mi khá là tội nghiệp. Nhưng mà thôi, cũng mong chờ một cái kỹ năng nào đó, một cái hé lộ nào đó của Vinagame để có thể xem được những kỹ năng của môn phái cổ mộ khi mà ra mắt ở Kim Thay Origin. Đừng quên sẽ có một cái truyền tin phiên bản mới, chúng ta sẽ được tu chủ lệnh. Lưu ý nha mọi người, nhớ tu chủ lệnh các kẹo không đã điểu. Anh em để ý giống cô nè, làm thực hiện, nhất là mình like share công khai đúng không, rồi tag tên những người bạn của mình đó, giống như cô tag tên những người bạn của mình vô đó, rồi chúng ta làm đúng những cái bước như thế này, chúng ta báo danh. Thì nếu như mà chúng ta thực hiện đúng và đủ, chúng ta sẽ được một tu chủ lệnh miễn phí. Có thể anh em trải nghiệm tu chủ lệnh này, anh em sẽ được 12 tiếng đổi phái liên tục. Ví dụ như mình trải nghiệm cổ mộ đúng không, trải nghiệm cổ mộ xong mà không thấy ngon thì chúng ta trải nghiệm môn phái khác, chúng ta có 12 tiếng trải nghiệm mà, cứ lên đổi phái liên tục cho nó ok. Rồi, sân chơi đạt 4.000 xe, 20 huyền tỷ, may mắn sẽ nhận được thêm một bộ Noãn Ngọc Thu Ánh Vĩnh Nguyễn và một combo thương hiệu luôn. Ngon nhỉ? Này giờ mình mới để ý nha, tại bình thường mình chỉ để ý là mình xem được chu tủ lệnh thôi. Rồi, sân chơi đạt 9.000 lượt chia sẻ, 10 huyền tỷ may mắn sẽ nhận được thêm một ngoại trang thú cưỡi luôn. Bùm, một cái con này là con gì mình không biết luôn. Oh, và một combo. Rồi, trong trường hợp sở hữu ngoại trang thú cưỡi có thể quy đổi ra quyền bảo. Ngon nhỉ. Bây giờ hiện tại là đang có 6.900 người chia sẻ rồi anh em, 6.900 người chia sẻ rồi. Bây giờ mới để ý nha, ngon chứ bộ, đúng không anh em? Ngon, nên lên những cái như thế này để cho chúng ta có thể nhận được quà, nhận được, quan trọng là tu chủ lệnh đó anh em, 5k vàng đó, đừng có đùa. Rồi ok, bây giờ chúng ta đang ở trang chủ của Kiếm Thế Origin và cô sẽ cùng nghiên cứu chung với anh em để coi bộ kỹ năng của môn phái cổ mộ của nó như thế nào. Anh em cũng biết là cổ mộ mình sẽ có cổ mộ kiếm và cổ mộ trăm đúng không? Video lần trước cô cũng cho anh em xem cổ mộ trăm thì hình như là nó đánh cận chiến và cổ mộ kiếm là đã đánh tầm xa. Nó ngược lại, khả năng nó sẽ ngược lại với môn phái Đoàn Thị đó. Đoàn Thị là chỉ đúng không, cũng là cận chiến nhưng mà Đoàn Thị chỉ là ngoại công, Đoàn Thị kiếm là nội công. Thì chắc chắn Vinagame thường thích chơi đổi ngược lắm anh em, nên là khả năng theo mình dự đoán là kiếm nó sẽ là ngoại công và trăm là sẽ là nội công. Thử nha, chúng ta sẽ cùng thử coi dự đoán của cô có đúng hay không. Hiện tại cô đang có dịch vụ cắm chen treo quạt. Dịch vụ bên cô có nhiều gói phù hợp với các nhu cầu của anh em. Ví dụ như là gói cắm chen 24/24 và làm full các hoạt động tổ đội, cá nhân, ban hội. Có thể treo theo tháng, theo tuần hay theo ngày.
cái gói treo theo ngày dành cho anh em bận đi công tác, bận đi du lịch vài ngày. Gói này được nhiều anh em lựa chọn lắm nha. Hay gói trên đêm, anh em có thể lựa chọn thời gian trên đêm theo ý của anh em, ví dụ như 0 giờ đến 8 giờ sáng hoặc là 0 giờ đến 12 giờ sáng. Hay gói dịch vụ ưu đãi theo team cứng, team mềm. Anh em nào có nhu cầu hoặc muốn tham khảo dịch vụ có thể liên hệ vô Zalo cho cua, Zalo Son Gu Cua 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Cua cũng có dịch vụ bưu hạt, nhiều anh em cũng hỏi về cái dịch vụ bưu hạt này của cua. Thì cái dịch vụ bưu hạt của cua yêu cầu anh em phải tích 8k vàng với lại 4k kim long. Cái này quan trọng nha, nếu anh em tích không đủ thì cua không nhận vào bưu hạt cho anh em đâu. Sau khi bưu hạt xong thì cua sẽ chia sẻ cái lộ trình để cho anh em có thể tự bưu trong tương lai. Cái này quan trọng nữa nè anh em, đó là cái giúp cho anh em hiểu và biết cách tự bưu hạt của anh em trong tương lai luôn. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ vô Zalo cho cua, Zalo Son Gu Cua 0946 496 490. Ngoài cái dịch vụ cắm trên treo hạt, ngoài cái dịch vụ bưu hạt, cua còn có các dịch vụ khác của game Kiếm Thế Origin. Anh em nào có nhu cầu hoặc muốn tham khảo dịch vụ thì có thể liên hệ vô Zalo cho cua, Zalo Son Gu Cua 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ cùng kéo xuống xem môn phái cổ mộ. Đây, cổ mộ đây. Xuống từ từ thôi anh em. Kỹ năng của nó chắc chắn là anh em lên web anh em sẽ biết rồi đúng không? Về cổ mộ kiếm đi ha. Đây, có kiếm có châm nè. Đó. Ủa, có kiếm có châm thì nó không có để cái nào là vượt trội anh em. Kỳ vậy. Bây giờ là cổ mộ của chúng ta. Đó, chiêu của nó thì mình che lại chứ cái đi. Rồi, cổ mộ kiếm nè. Kiếm pháp hệ ngoại công, rồi đúng luôn rồi. Ngoại công tầm xa, chí mạng cực mạnh, sinh lực dồi dào nhưng khó thao tác. Ghê à, khó thao tác à, ngon à. Rồi, thằng châm của chúng ta là nội công nè, cận chiến, nhiều khống chế, khả năng sinh tồn cao và phụ trợ chiến đấu tốt. Tôi hơi quan ngại cái vụ mà phụ trợ lắm anh em. Mấy cái đứa phụ trợ là thường mấy đứa của bắp mi lao. Mà trong cái video lần trước của cua làm về dự đoán về cái môn phái cổ mộ á, thì nhiều anh em nói ở cái phiên bản kiếm thế PC của BNG á, thì môn phái cổ mộ châm rất là mạnh luôn. Nhưng mà không biết lên kiếm thế Origin thì nó như thế nào. Thì đúng như nãy dự đoán của cua là cổ mộ châm thì cận chiến và nội công, đúng không? Còn kiếm là ngoại công tầm xa. Đúng luôn anh em. Đây, sinh tồn phụ trợ. Cái này thì nó lại khác nhau rồi, mình đâu có coi được đâu, đúng không? Cái này rồi, cái này thì nó lại là một cái gì đó rồi anh em, nó không cho mình xem. Ví dụ bấm vô kiếm thì cái này nó phải thay đổi, cái này châm phải thay đổi thôi. Rồi bây giờ mình coi kiếm đi ha. Kiếm thì cái này nó lẹ quá, mình cũng không biết như thế nào. Mình chỉ biết là có một cái chiêu đánh thường, thấy có một cái chiêu đánh thường như là cái video lần trước cô cho anh em xem ở trên bản PC á, nó sẽ đánh thường giống như con Terry vậy đó anh em. Nó sẽ đánh thường, nó sẽ đánh một cái cây kiếm xoay tròn, bay đến mục tiêu rồi rút về. Đó, bay đến mục tiêu rồi rút về. Thì có một cái chiêu nào đó nữa, nhỏ nhỏ nữa anh em, một cái chiêu nhỏ nhỏ, hình như là một cái chiêu này nó cũng theo dạng giống như con Terry luôn hay sao á, nó cũng gây ra rất là nhiều những cái kiếm nhỏ 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 bay tới đối phương, đúng không? Này chắc kiểu như là khi mà kích hoạt cái chiêu này thì mình sẽ có thể đánh lan, đánh lan vào đối phương luôn. À, cái đó nó là như vậy đấy. Còn châm của chúng ta thì mình thấy theo dạng giống như đòn thì chỉ vậy đó anh em. Nó áp sát, nó cận chiến và nó có thể là nó gây ra rất là nhiều hiệu quả khống chế cho đối phương. Nhưng mà hiện tại thì Vina Game họ chỉ có cho xem vô đây thôi, cũng khá là khó. Mình cũng không biết luôn. Không biết thiệt luôn á anh em. Thật sự là vậy là khó nhìn quá. Thôi như vậy thôi, mình chỉ biết trong video này là hệ thổ, cổ mộ hệ thổ, là đường châm là đường nội công cận chiến, và đường kiếm là đường ngoại công tầm xa. Còn chi tiết như thế nào chắc chắn mình cũng sẽ đợi VNG họ công bố, họ chia sẻ thì cua sẽ làm video tiếp phân tích và những kỹ năng của môn phái cổ mộ nha. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha.
Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.